Được rồi, game này nó cũng đơn giản thôi. Nếu mà anh em từng xem rồi thì anh em sẽ biết cách chơi. Nó thử thách cái tính kiên nhẫn và cái tính kiểu đấy, kiểu như mấy thằng đấu bây giờ nó cứ kéo màn hình để đéo cho mình chơi ấy. Ai ở trên cùng là nhặt chìa khóa đấy, nhớ đấy. Đây đây, để tôi nhặt cho, để tôi nhặt cho. Let's go. Em không giật lắm gì. Để cung thang làm đéo gì? Thẳng lên. Không cần thẳng, không cần thẳng. Đâu, tiến phong đi. Tiến về phía trước chứ. Tiến đâu. Đấy, tôi đè đầu cưỡi cổ các bạn nhá. Đéo ai nhường. Đéo ai nhường. Mọi người đứng sát vào, đứng sát vào, mọi người đứng sát cái vạch vào để tôi nhảy ở giữa. Hai người nhảy xuống nhá, hai người nhảy xuống cùng lúc. Xong rồi hai người ở trên kéo. Cầm lót đứng dịch xong rồi tí. Được chưa? 1 2 3. Đây, đây đây, đứng đấy là nhảy. 1 2 3. Đó. Kéo lắm, tôi buông đây. Chúng mày mà buông tao, chúng mày sẽ đéo được về đích. Công. Đấy mà nhảy đầu thôi, đúng rồi, hai. Đấy, đi. Đi sao lại quay lại đấy. Ăn đi. Rồi, có 17 giây. Quay lại. Quay lại đi. Rồi. Hơi nhấp. Nhanh. Công. Đứng ra ngoài gì đấy kìa. À, cái này phải bấm, đây, thấy cái vạch so sánh thời gian không? Phải bấm cho nó lớn hơn 0 và bé hơn 0.1. Tức là mình phải đợi, hiểu không? Lại đi. Ai cao hơn hả? 8 giây là cái đồ sao ấy. Lớn hơn 0 và bé hơn 1.6. Làm ơn. Lại nhá, tự căn nhá. Cái vẫn đéo rồi là đi chơi phải cao thế, tôi bấm nhầm rồi. Ông nào đấy? Tâm lý yếu lộ ngay này. Ui, 0.14. 0.09. Đẩy hoặc nhảy. À, tức là ô màu gì thì người đấy đẩy. Ô của màu, màu của ai thì là của người đấy đẩy. Nặng. À đây rồi, tôi đẩy được cái này đây. Rồi, tôi đẩy được cái này. Ờ, à, đéo tự lên được á. What about me? Lôi lên đi. Đúng rồi, bây giờ xếp cầu thang. Rồi. Đây, màu tím với màu đỏ lên bên kia đi. 17 phải vòng lại để đẩy, tại 17 ở dưới cung. Dừng. Rồi, công xếp đấy, lên, rồi, rồi. Đến tôi xếp. Phải đẩy thành cầu thang ấy nhá. Đừng, công phải lên. Công phải lên đã. Vẫn được. À, được à. Cái đéo gì. Thế tôi ở đây này. I'm over here, hello, I'm here. Rồi, tôi. Đấy, công nhảy sang rồi. Mười bảy bưng trước đã. Vừa rồi. Công đẩy đi. Rồi, thế thôi. Rồi, đi Hiền. Rồi. Rồi. Yeah. Một cửa, đấy. Mày không, thắng rồi. Cái xếp màu này bị vãi. Đừng đẩy, đừng ai đẩy cả. Đấy, lên lấy chìa khóa đi. Công đừng đẩy. Đẩy ông đẩy đi em ơi. Rồi, đừng im đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ dừng ở đây nhá. Tôi không đẩy sát tường đâu, không phải đéo lên được. Ok, đi ô. Đi bình tĩnh rồi nhá, đi bình tĩnh thôi, không đéo có cầu thang đâu. Ừ, thằng nào vừa nói. Thằng chó nào vừa nói. Đi bình tĩnh nhá, đẩy sát tường, đã vừa nói chết mồm xong. Anh Duy giận dữ. Đi mẹ cầu thang đi, đi hình cầu thang đi. Đấy, công nhảy lên đấy. Đấy, nhảy lên cao nữa, xong việc ông chỉ cần đi bộ, đợi lên cao. Đợi lên mắc ping đã, rồi ông chỉ việc đi bộ cùng Camlot. À không, Camlot đi bộ mẹ đi. À, hóa ra là thông minh. Andri lãnh đạo. Anh Duy lãnh đạo hả? À không, anh Duy Nghệ An. Anh Duy lãnh đạo. Đừng bấm. Được rồi, để tôi giải thích nhá. Nếu gây quá nhiều tiếng động, giải thích hơn một tiếng động là nó sẽ. Chưa kịp giải thích xong rồi. Để tôi đi đâu đó. Đừng có nhảy, tiếng động. Nhiều người di chuyển quá là nó dậy ấy. Từ từ. Hơi bực. <bực. cười>
con ma này hoạt động nó sẽ đuổi ông nếu ông không quay lưng lại về nó. À, tức là ông phải nhìn nó, ông quay lưng lại với nó đuổi. Mọi người phải nhìn không? đợi. Rồi, 1 2 3. Yes, nhảy đi. Nhảy rồi. Cấp luôn. Đéo hiểu ông cứ nhìn cái đéo, tôi đang nhìn hộ ông rồi. Cẩn thận con Jun quay lại nhé. Đứng lên đâu? Đừng có đứng lên đâu. 17 ra đây. Rồi. Không biết con Jun bao giờ tới. Qua đi, đang nhìn rồi. Rồi. Dẫm con này là chết. Từng người qua một. Đang nhìn đây. Nó kéo màn hình, nó đang cầm chìa khóa. Nhìn đi, chết tôi bây giờ. Đang nhìn, lấy chìa khóa. Rồi, đi. Nhìn rồi. Bao, chạy. Nó chiều quá kìa, tìm mặt gọi chiều rồi.